Dragon Ball tiết lộ lý do Gohan không giống Goku. Sẽ ra sao nếu con của Nobita giống Doraemon? Chào các bạn khán giả Hóa Góc Nhìn Tuổi Thơ. Là con đẻ của Goku nhưng Gohan lại giống Yamcha như đúc. Một giả thuyết kỳ quặc đã được các fan đưa ra để giải thích tại sao con trai của Son Goku lại giống ông bạn thân Yamcha đến thế. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu điều thú vị này qua video dưới đây nhé. Chúng ta đều biết rằng trong bộ truyện Dragon Ball thì Yamcha là nhân vật thuộc hàng phế phẩm bậc nhất. Chẳng những có sức mạnh và năng lực chiến đấu kém hơn hẳn so với các nhân vật khác, mà lại còn nghèo nàn về ý chí luyện tập và vươn lên. Anh chàng này hầu như đánh rất hăng và chết rất nhanh, dễ dàng bằng lòng với thực tại. Nếu có bị đồng đội bỏ xa bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng sao cả. Về tình trường, Yamcha cũng là một lobster toàn tập khi người yêu duy nhất là Bulma cũng không giữ được. Nhưng liệu có thật Yamcha là một thanh niên thất bại toàn tập như vậy? Liệu năng lực của anh ta chỉ có thế hay còn bí mật nào đằng sau nữa hay không? Có một điều mà người ta lâu nay vẫn cảm thấy khó hiểu, đó là tại sao càng lớn, Son Gohan, con trai của Son Goku, lại càng giống Yamcha như vậy. Yamcha xuất hiện từ sớm và là bạn thân của gia đình Goku đã lâu. Điều đó lại càng khiến fan cảm thấy có gì đó không ổn khi Gohan càng lớn lại càng giống với Yamcha hơn bố đẻ của mình. Mọi nghi vấn càng được dời lên cao hơn khi fan đã đem điều này đến Akira Toriyama, tác giả của bộ truyện tranh Dragon Ball. Tuy nhiên cho đến nay, ông vẫn chưa đưa ra bất cứ giải thích nào hay xác nhận nào, tất cả chỉ là một sự im lặng khó hiểu. Cộng đồng fan Dragon Ball Nhật Bản đã đưa ra một giả thuyết nhằm cố gắng giải thích cho hiện tượng lạ lùng trên. Và theo đó thì Yamcha thực chất cũng chính là một người sai gian, đích thực, giống như Goku và Vegeta vậy. Chỉ có điều, Yamcha đã quyết định che giấu thân phận thật này từ lâu bằng việc cắt cụt đuôi của mình. Sau khi làm đám cưới với Chi-Chi, Goku đã đi khắp nơi để trao dồi võ thuật, bỏ mặc Chi-Chi ở nhà, giường đơn gối chiếc. Đây có thể là điều kiện để Yamcha tiếp cận, ve vãn và xúc tiến mối quan hệ vụng trộm với vợ bạn thân của mình. Gohan đã ra đời và mang dòng máu của người Saiyan, nhưng là từ Yamcha chứ không phải là Goku. Về phần Yamcha, vì lo sợ có ngày mọi chuyện sẽ bại lộ nên thề cả đời đã quyết tâm không lấy vợ. Sợ lấy về, sinh ra thêm một thằng cun nữa có đuôi thì toi. Không chỉ vậy, để che giấu chuyện động trời trên nên Yamcha đã liên tục thể hiện mình là một kẻ yếu đuối, sẵn sàng chịu chết từ rất sớm để không ai nghi ngờ mình có sức mạnh qua người Saiyan. Cũng vì lý do này mà anh chàng không bao giờ thể hiện khả năng thật, kể cả khi bản thân và đồng đội đang ở trong vòng nguy hiểm. Nếu Yamcha quả thực đã làm tất cả những điều trên để bảo vệ tình bạn với Son Goku, xem ra chúng ta phải trao giải người có sức chịu đựng và hy sinh cao nhất cho anh chàng này rồi. Nói đến đây thì mình lại liên tưởng đến bộ truyện Doraemon. Nobita và Doraemon chơi thân với nhau như vậy, nhưng cũng rất may là con của Nobita và Shizuka không có khuôn mặt và hình dáng giống như Doraemon phải không nào? Vì Doraemon chỉ là một người máy mà thôi. Nếu con của Nobita và Shizuka giống với Doraemon, chắc sẽ trông hài hước lắm đây. Lại nói về cha mẹ của Gohan, anh chàng Son Goku và cô nàng Chi-Chi. Lý do nào khiến cho Son Goku và Chi-Chi trở thành một cặp đôi hoàn hảo nhất trong Dragon Ball? Đầu tiên phải nói đến xuất thân cao quý. Nếu Son Goku là con trai của vị tướng Saiyan nổi tiếng, oai hùng, thì Chi-Chi là tiểu thư độc nhất của Gư Ma Vương. Cả hai đều có vị thế trong giang hồ, trở thành một cặp đôi hoàn mỹ, trai tài gái sắc lẫn môn đăng hộ đối. 2. Chi-Chi là một người vợ tốt. Vì Goku là người hùng thế giới, không có thời gian chăm sóc nhà cửa và con cái thì Chi-Chi trở thành một trụ cột của gia đình. Cô thay chồng dạy dỗ Son Gohan trở thành một sinh viên xuất sắc, kết hôn với con gái của một võ sư tỷ phú. Nhờ có Chi-Chi chăm lo nhà cửa chu đáo nên Goku mới dồn hết tâm trí vào việc bảo vệ thế giới. 3. Hai cá tính đối lập. Nếu chàng khỉ ngây ngô, ăn mặc xuề xòa và ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng thì Chi-Chi lại là một người phụ nữ tinh tế, biết vun vén cho gia đình. Tính cách của cô đối lập với Goku hoàn toàn, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc. 4. Những ông bố bà mẹ tuyệt vời. Khi Goku nhiều lần phải rời xa gia đình trong những hoàn cảnh éo le, anh sẽ luôn nghĩ tới Chi-Chi và các con. Anh cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ. Sau đó, số phận của Goku trở lại trái đất hay hồi sinh, anh đều dành thời gian chăm sóc con cái. Với vợ chồng Goku, những đứa trẻ mới là tài sản quý giá nhất của họ. Do đó,
cuộc sống của gia đình rất đạm bạc, làm nông như nông dân bình thường. Và để khép lại video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với danh sách 8 cặp đôi phiền toái nhất trong Dragon Ball, số 4 chẳng có mấy ai biết. Dragon Ball vốn không phải là một bộ truyện tình cảm, thế nhưng sự xuất hiện của những cặp đôi này vẫn khiến người đọc cảm thấy bối rối và khó hiểu. Đầu tiên phải kể đến cặp đôi Vegeta và Bulma. Mở đầu danh sách là cặp đôi nổi tiếng nhất của bài viên Ngọc Rồng, Vegeta và Bulma. Bulma là đại tiểu thư của tập đoàn tài phiệt Capsu và còn Vegeta là hoàng tử đầy kiêu hãnh của người Saiyan. Tuy nhiên, Vegeta có vẻ không phải là một người chồng lý tưởng, biết quan tâm gia đình theo ý kiến của chị em. Thậm chí, người xem còn không chắc chắn rằng cặp đôi này đã chính thức kết hôn trong Cell Saga hay chưa. Theo lời giải thích của tác giả, cặp đôi Vegeta Bulma chỉ đến với nhau vì tác giả muốn tìm một người mẹ trái đất cho cậu bé Chân đến từ tương lai mà thôi. 2. Bardock và Guinea. Cặp đôi tiếp theo chính là cha mẹ của nam chính Goku. Bardock là một chiến binh giỏi nhưng chỉ được xếp hạng binh nhì trong quân đội Saiyan. Trước khi rời khỏi nhóm của Bardock, Guinea là một chiến binh Saiyan cấp thấp. Tuy nhiên không giống như chồng và con trai, tính cách dịu dàng khiến cô không thích hợp để chiến đấu và Bardock thường phải cứu cô khỏi nguy hiểm trên chiến trường. Mối quan hệ của Bardock và Guinea được cho biết là khá đặc biệt vì thông thường người trong tộc Saiyan sẽ không phát triển mối quan hệ nam nữ trừ mục đích duy trì nòi giống. 3. Towa và Mira. Phe phản diện của Dragon Ball cũng sở hữu một cặp đôi, đó chính là Towa và Mira. Towa là một nhà khoa học xuất sắc của Domain Ryu. Cô kết hôn với Mira, chiến binh được cô tạo ra từ các DNA ưu tú nhất. Tuy nhiên, Mira không quan trọng mối quan hệ này cho lắm. Sau khi lấy chồng, cô đã rời bỏ vùng đất Raymond Ryu và còn nung nấu ý định thu thập năng lượng lớn để phá vỡ phong ấn của vùng đất quỷ. 4. Bư và phu nhân Bư. Riêng tính cách quỷ quái của nhân vật Bư đã khiến cho người xem cảm thấy sự xuất hiện của cặp đôi này là không cần thiết. Phu nhân Bư thực chất là một sáng tạo của chính Bư sau khi hắn đọc được bộ truyện Người Lớn. Không chỉ nhào nặn ra một người vợ, Bư còn gây dựng cả một gia đình bằng tia tình yêu và sau này là bằng cách phân thân. Phương pháp sinh nở kỳ quái này chỉ có duy nhất trong vũ trụ Dragon Ball Z. 5. Cặp đôi Goku và Chi-Chi. Cặp đôi này đã vừa được nhắc đến ở trên. Goku và Chi-Chi được đánh giá là cặp đôi môn đăng hộ đối nhất, đẹp đôi nhất của bộ truyện. Tuy nhiên, câu chuyện tình yêu của hai người lại chẳng có tiến triển gì. Lớn lên trong sự dạy dỗ của ông nội Gohan, Goku dường như chẳng có khái niệm gì về tình yêu hay hôn nhân. Anh chàng đã có thể trở thành một người chồng, người cha hoàn hảo nếu biết quan tâm tới gia đình thay vì lúc nào cũng chăm chăm tới những trận đánh bảo vệ thế giới. 6. Raditz và công chúa rắn. Raditz là anh trai ruột của Goku. Anh chàng đã thể hiện thái độ chế nhạo rất rõ ràng khi thấy Goku cắt đuôi đi và sống như một người trái đất. Là một chiến binh luôn tự hào về dòng dõi Saiyan của mình, thật kỳ lạ khi Raditz lại đem lòng thương nhớ một cô nàng ngoại đạo. Điểm chung duy nhất của cặp đôi này có lẽ là sự căm ghét dành cho Goku và luôn ấp ủ một kế hoạch tiêu diệt anh chàng. 7. Rulin và Maron. Maron là một cô nàng xinh đẹp nhưng có một cái đầu rỗng tuếch và ngớ ngẩn. Maron lần đầu tiên được tiết lộ là bạn gái của Rulin trong Saga Galaxy. Khi người xem tưởng rằng Rulin sẽ cầu hôn cô nàng thì Maron lại đang mê mệt một anh chàng khác chỉ vì anh ta tặng cho cô một que kem. Cuối cùng, chuyện tình của cặp đôi này đã có một kết thúc dở dang khi Rulin lập gia đình cùng với Android 18. 8. Marel và Obot Chanman. Chuyện tình yêu của hai đứa trẻ robot khiến những khán giả trung thành nhất của bài viên Ngọc Rồng cũng phải băn khoăn. Marel là một cô bé ngây thơ vô số tội nhưng lại sở hữu sức mạnh phi thường. Cô bé không phân biệt được việc tốt, việc xấu, người ngay kẻ gian, chỉ cần vui là cô sẽ đi theo. Tuy nhiên, những tên xấu xa muốn hãm hại cô thường có kết thúc thảm hại vì sức mạnh khủng khiếp của Marel. Trong Art 759, cô kết hôn với Obot Chanman và họ đã cùng nhau nuôi dạy một đứa trẻ robot. Các bạn nghĩ sao về những chuyện tình của những cặp đôi vừa kể trên với cặp đôi Nobita và Shizuka trong Doraemon? Nobita, một anh chàng lười học ngốc nghếch, đủ mọi thứ thói hư tật xấu trên đời, thế mà lại thích một cô nàng xinh đẹp giỏi giang như Shizuka. Điều hối oan ở cặp đôi này là Shizuka lại không thích Nobita bằng Dekisugi. Cô nàng luôn nhắc và khen Dekisugi trước mặt Nobita khiến cho anh chàng cảm thấy không vui. Tình cảm Shizuka dành cho Dekisugi có lẽ sau tất cả là sự ngưỡng mộ, vì Dekisugi
là một cậu bé vừa thông minh, tốt bụng mà còn đẹp trai, thử hỏi cô nàng nào không phải lòng cho được. Còn Dekisugi lại không hề có ý định muốn giành Shizuka của Nobita. Mà trong rất nhiều tập, Dekisugi đã giúp Nobita và Shizuka trở nên thân thiết với nhau hơn. Như vậy thì trong Doraemon, Nobita đã quá may mắn khi chơi với người bạn tốt như Dekisugi phải không nào? Và cuối cùng nhờ Doraemon mà Nobita và Shizuka cũng đã được cưới nhau, một kết thúc quá viên mãn phải không nào? Các bạn thích cặp đôi nào nhất trong Dragon Ball? Hãy để lại suy nghĩ của mình bằng cách like và comment ở dưới nhé! Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ góc nhìn tuổi thơ các bạn nhé! Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào!